Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình kể chuyện đêm khuya của cô mèo lười. Và như thường lệ, để giúp các bạn nhỏ ngủ ngon, hôm nay cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe, có tên là Con gấu và bầy ong. Ngày nọ, một con gấu đi qua chỗ có khúc gỗ, nơi bầy ong xây tổ làm mật. Chú ta tò mò nhìn ngó xung quanh, thì có một con ong bay ra để bảo vệ đàn. Biết gấu sẽ ăn hết mật, con ong bé nhỏ đốt thật mạnh vào mũi chú gấu, rồi bay vào trong khúc gỗ. Gấu tức giận như điên vì bị đốt đau. Chú ta nhất định phải tiêu diệt tổ ong bên trong, nên dùng những móng vuốt to của mình đập mạnh vào khúc gỗ. Bầy ong bị động và bay ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, chúng bắt đầu đốt gấu khắp từ đầu tới chân. Gấu ta chỉ còn cách co giò chạy thoát thân rồi nhảy xuống cái ao gần nhất. Câu chuyện cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, cô mèo lười sẽ kể cho các bạn nghe, có tên là Cô bé lọ lem. Ngày xưa, có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò: "Con yêu dấu của mẹ, con phải chăm chỉ nết na nhé. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên con, phù hộ cho con." Nói xong, bà nhắm mắt qua đời. Ngày ngày, cô bé đến bên mộ mẹ ngồi khóc. Cô bé chăm chỉ nết na, ai cũng yêu mến. Mùa đông tới, tuyết phủ đầy trên mộ người mẹ nom như một tấm khăn trắng. Và khi ánh nắng mặt trời xuân chiếu cuốn đi chiếc khăn tuyết ấy, người bố lấy vợ thứ hai. Người dì ghẻ mang theo hai người con riêng của mình. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa kháu khỉnh, nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Từ đó trở đi, cô bé mồ côi sống một cuộc đời đau khổ. Dì ghẻ cùng hai con riêng hùa nhau nói: "Không thể để cái con ngàn ngu ngốc kia ngồi lì trong nhà mãi thế được. Muốn ăn bánh phải kiếm lấy mà ăn, ra ngay con làm bếp." Chúng lột sạch quần áo đẹp của cô, mặc vào cho cô bé một chiếc áo choàng cũ kỹ màu xám và đưa cho cô một đôi guốc mộc. "Hãy nhìn cô công chúa đài các thay đổi hình dạng kia." Cả ba mẹ con reo lên nhạo báng rồi dẫn cô bé xuống bếp. Cô bé phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối. Tờ mờ sáng đã phải dậy. Nào là đi lấy nước, nhóm bếp, thổi cơm, giặt giũ. Thế chưa đủ, hai đứa con dì nghẻ còn nghĩ mọi cách để hành hạ cô bé. Hành hạ chán chê, chúng chế giễu, rồi đổ đậu Hà Lan lẫn xuống với đậu biển, bắt cô nhặt riêng ra. Đến tối, sau một ngày làm lụng vất vả mệt lử, cô cũng không được nằm giường, mà phải nằm ngủ ngay trên đống tro cạnh bếp. Và vì lúc nào cô cũng ở bên tro bụi, nên lem luốc, hai đứa con dì ghẻ gọi cô là lọ lem. Có lần, đi chợ phiên, người cha hỏi hai con dì ghẻ muốn mua quà gì. Đứa thứ nhất nói: "Quần áo đẹp." Đứa thứ hai nói: "Ngọc và đá quý." Người cha lại hỏi: "Còn con, lọ lem, con muốn cái gì nào?" "Thưa cha, trên đường về, cành cây nào va vào mũi cha thì cha bẻ cho con." Người cha mua về cho hai con dì ghẻ quần áo đẹp, ngọc trai và đá quý. Trên đường về, khi ông cưỡi ngựa đi qua một bụi cây xanh, có cành cây rẻ va vào người ông và làm lật mũ rơi xuống đất. Ông bẻ cành ấy mang về. Về tới nhà, ông chia quà cho hai con dì ghẻ những thứ chúng xin và đưa cho lọ lem cành hạt rẻ. Lọ lem cảm ơn cha, đến bên mộ mẹ, trồng cành rẻ bên mộ và ngồi khóc thảm thiết. Nước mắt chảy xuống tưới ướt cành cây mới trồng. Cành nảy rễ, đâm chồi,
và chẳng bao lâu sau đã thành một cây cao to. Ngày nào Lọ Lem cũng ra viếng mộ mẹ 3 lần, ngồi khóc khấn mẹ, và lần nào cũng có một con chim trắng bay tới đậu trên cành cây. Hễ Lọ Lem ngỏ ý mong ước xin gì thì chim liền thả những thứ ấy xuống cho cô bé. Một hôm, nhà vua mở hội 3 ngày liền và cho mời tất cả các hoa khôi trong nước tới dự để hoàng tử kén vợ. Hai đứa con dì ghẻ nghe nói là mình cũng được mời tới dự thì mừng mừng rỡ rỡ, gọi Lọ Lem đến và bảo: "Mày mau chải đầu, đánh giày cho chúng tao, buộc dây giày cho chặt, để chúng tao đi dự hội ở cung vua." Lọ Lem làm xong những việc đó rồi ngồi khóc, vì cô cũng được muốn đi. Cô xin dì ghẻ cho đi, nhưng dì ghẻ nói: "Đồ Lọ Lem, người toàn bụi với bẩn mà cũng đòi đi dự hội, giày quần áo không có mà cũng đòi đi nhảy." Lọ Lem khẩn khoản xin thì dì ghẻ nói: "Tao mới đổ một đậu biển lẫn với tro, nếu mày nhặt trong 2 tiếng đồng hồ mà xong thì tao cho mày đi." Cô bé đi qua cửa sau, ra vườn gọi: "Hỡi chim cơ hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim ơi." Lập tức có đôi chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xa xuống, tiếp theo là chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa, pích pích pích, nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chim đã nhặt xong. Làm xong, chim lại cất cánh bay đi. Cô gái mang đậu cho dì ghẻ, bụng mừng thầm tin rằng thế nào mình cũng được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ lại bảo: "Mày không được đi đâu cả, Lọ Lem. Mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy, người ta sẽ nhạo báng mày cho mà coi." Khi thấy cô gái khóc, dì ghẻ bảo: "Nếu mày nhặt 2 đấu đậu biển khỏi tro trong 1 tiếng đồng hồ thì tao cho phép mày đi." Khi đó dì ghẻ thầm nghĩ: "Chắc chắn chẳng bao giờ nó nhặt xong." Sau khi dì ghẻ đổ đậu lẫn trong đống tro, cô gái đi qua cửa sau ra vườn và lại gọi: "Hỡi chim cơ hiền lành, hỡi chim gáy, hỡi tất cả các chim trên trời, hãy bay lại đây nhặt giúp em. Đậu ngon thì bỏ vào niêu, đậu xấu thì bỏ vào diều chim đi." Lập tức có chim bồ câu trắng bay qua cửa sổ bếp xà xuống, tiếp theo là chim gáy, rồi tất cả chim trên trời đều xà xuống quanh đống tro. Chim câu gù gù rồi bắt đầu mổ lia lịa, pích pích, rồi những chim khác cũng thay nhau mổ, nhặt những hạt tốt bỏ vào nồi. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chim đã nhặt xong và cất cánh bay đi. Rồi cô bé mang đậu cho dì ghẻ xem, bụng mừng thầm tin rằng lần này thế nào mình cũng được phép đi dự dạ hội. Nhưng dì ghẻ bảo: "Tốn công vô ích con ạ, mày không đi được đâu, vì mày làm gì có quần áo nhảy mà đi nhảy, chả nhẽ bắt chúng tao bẽ mặt vì mày hay sao?" Nói rồi mụ quay lưng cùng 2 đứa con kiêu ngạo vội vã ra đi. Khi không còn một ai ở nhà, Lọ Lem ra mộ mẹ, đứng dưới gốc cây rẻ gọi: "Cây ơi, cây hãy rung đi, thả xuống áo bạc áo vàng cho em." Chim thả xuống cho cô 1 bộ quần áo thêu vàng, thêu bạc và 1 đôi hài lụa thêu chỉ bạc. Cô vội mặc quần áo vào đi dự hội. Dì ghẻ và 2 con gái không nhận được ra cô, cứ tưởng đó là nàng công chúa ở một nước xa lạ nào tới, vì cô bé mặc áo vàng trông đẹp quá. Mấy mẹ con không ngờ
đó lại là Lọ Lem. Đinh ninh rằng cô bé đang ở nhà và giờ này đang lúi húi nhặt đậu khỏi tro. Hoàng tử đi lại phía cô gái, cầm tay cô nhảy. Hoàng tử không muốn nhảy với ai nữa nên không chịu rời tay cô ra. Nếu có ai đến mời cô nhảy thì chàng nói, đây là vũ công của tôi. Đến tối, cô bé muốn về nhà thì hoàng tử nói, để tôi đi cùng, tôi muốn đưa cô về. Chàng rất muốn biết cô thiếu nữ xinh đẹp này là con cái nhà ai. Gần đến nhà, cô gái gỡ tay hoàng tử ra và nhảy lên chuồng chim bồ câu. Hoàng tử chờ đợi mãi. Khi người cha đến, chàng kể với ông về việc cô gái lạ mặt đã nhảy vào chuồng bồ câu. Ông cụ nghĩ, phải chăng đó là Lọ Lem? Rồi cụ lấy rìu và câu lên chẻ đôi chuồng bồ câu ra, nhưng chẳng có ai ở trong đó cả. Khi họ về tới thì thấy Lọ Lem mặc quần áo nhem nhuốc đang nằm trên đống tro. Bên ống khói lò sưởi có một ngọn đèn dầu cháy tù mù. Thì ra Lọ Lem đã nhảy nhanh như cắt từ chuồng chim bồ câu xuống, chạy lại phía cây rẻ, cởi quần áo đẹp đẽ ra để trên mộ. Chim sà xuống tha những thứ đó đi, rồi cô lại mặc chiếc áo choàng màu xám vào, nằm trên đống tro trong bếp mì cũ. Hôm sau, hội lại mở. Khi cha mẹ và hai em đi rồi, Lọ Lem lại đến gốc cây rẻ gọi, cây ơi, cây hãy rung đi, thả xuống áo bạc áo vàng cho em. Chim lại thả xuống cho cô bé một bộ quần áo lộng lẫy hơn hôm trước. Cô mặc bộ quần áo ấy đi. Khi cô xuất hiện trong buổi dạ hội, cô đẹp rực rỡ làm mọi người ngẩn người ra ngắm. Hoàng tử đã đợi cô từ lâu, liền cầm tay cô và chỉ nhảy với một mình cô bé thôi. Đến tối, cô xin về. Hoàng tử đi theo xem nhà cô bé ở đâu. Đến nơi, cô bé vội lên chạy ra vườn sau nhà. Ở đó có một cây lê quả sai chi chít non thật ngon lành. Cô trèo nhanh như sóc lẫn giữa các cành. Hoàng tử không biết cô trốn ở đâu. Chàng đợi khi người cha đến thì nói, cô gái lạ mặt đã chạy trốn. Ta đoán có lẽ cô ấy nhảy lên cây lê rồi. Người cha nghĩ, phải chăng đó là Lọ Lem? Ông cho mang rìu đến, đỗng cây xuống, nhưng chẳng thấy có ai. Khi cả nhà vào bếp, thì thấy Lọ Lem nằm trên đống tro như mọi ngày. Thì ra cô bé đã nhảy từ phía bên kia cây xuống, đem trả quần áo đẹp cho chim và mặc chiếc áo choàng màu xám vào. Đến ngày thứ ba, cha mẹ và các em vừa đi khỏi, Lọ Lem lại ra mộ mẹ và nói với cây, cây ơi, cây hãy rung đi, thả xuống áo đẹp áo vàng cho em. Chim liền thả xuống một bộ quần áo đẹp chưa từng có và một đôi hài toan băng vàng. Với bộ quần áo ấy, cô bé đến dạ hội. Mọi người hết sức ngạc nhiên há mồm ra. Hoàng tử mời cô nhảy. Đến tối, hoàng tử định đưa cô về, nhưng cô bé lẩn nhanh như chạch, làm hoàng tử theo không kịp. Hoàng tử nghĩ ra một kế. Chàng cho đổ nhựa thông lên thang. Vì thế, khi cô nhảy lên thang, chiếc giày bên trái bị dính lại. Hoàng tử cầm lên ngắm thì thấy chiếc hài nhỏ nhắn, xinh đẹp toàn băng vàng. Hôm sau, hoàng tử mang hài đến tìm người cha và bảo, ta chỉ lấy người này làm vợ, người đi vừa chiếc hài này. Hai cô con gái dì ghẻ mừng lắm, vì hai cô bái đều có đôi bàn chân đẹp. Cô cả mang giày vào buồng thử trước mặt mẹ, nhưng cô không đút ngón chân cái vào được vì hài quá nhỏ. Bà mẹ liền đưa cho cô một con dao và bảo, cứ chặt phăng ngón cái đi, khi con đã là hoàng hậu rồi thì cần gì phải đi bộ nữa. Cô ta liền chặt đứt ngón chân cái, cố nhét chân vào hài, rồi cắn răng chịu đau đến ra mất hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu
và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ. Có đôi chim câu đậu trên cây rẽ hót lên. Máu thấm trên hài, do chân dài quá. Cô dâu thật vẫn ở trong nhà. Hoàng tử liếc nhìn xuống chân, thấy chân cô gái đang chảy máu. Chàng liền quay ngựa lại, đưa cô dâu giả về trả lại cho cha mẹ cô và nói: đây không phải là cô dâu thật. Rồi chàng đưa hài cho cô em thử. Cô em vào buồng thử thì may sao, các ngón đều lọt cả, nhưng phải ngón gót lại to quá. Bà mẹ đưa cô một con dao và bảo: cứ chặt phăng đi một gót chân, khi con đã là hoàng hậu thì chẳng bao giờ phải đi chân đất nữa. Cô ta chặt một miếng gót chân, cô đút chân vào hài, cắn răng chịu đau ra gặp hoàng tử. Hoàng tử nhận cô làm cô dâu và bế cô lên ngựa cùng về. Dọc đường, hai người phải đi qua mộ. Đôi chim câu đậu trên cây rẽ lại hót lên. Máu thấm trên hài, do chân dài quá. Còn cô dâu thật vẫn ở trong nhà. Hoàng tử nhìn xuống chân, thấy cô gái đang chảy máu. Chàng liền quay ngựa, chào trả cô gái về cho cha mẹ và nói: đây cũng không phải là cô dâu thật. Gia đình còn có người con gái nào khác không? Người cha đáp: thưa hoàng tử không ạ, người vợ cả của tôi qua đời để lại một đứa con gái người xanh xao nhem nhuốc, thứ nó thì chả làm cô dâu được. Hoàng tử bảo ông cứ gọi cô ấy ra. Dì ghẻ nói chen vào: thưa hoàng tử, không thể thế được, nó dơ bẩn lắm, không thể cho nó ra mắt hoàng tử được. Hoàng tử khăng khăng nhất định đòi gọi lọ lem lên kỳ được. Cô rửa mặt mũi chân tay đến cúi chào hoàng tử. Hoàng tử đưa cho cô chiếc hài vàng. Cô gái ngồi lên ghế đậu, rút bàn chân ra khỏi chiếc cuốc nặng trình trịch, cho chân vào chiếc hài thì vừa như in. Khi cô đứng dậy, hoàng tử nhìn thấy, nhận ra ngay đây là cô gái xinh đẹp đã nhảy với mình, bèn reo lên: cô dâu thật đây rồi. Dì ghẻ và hai cô con gái mặt tái đi vì hoảng sợ và tức giận. Hoàng tử bế lọ lem lên ngựa, hai người đi về cung. Khi đám cưới của hoàng tử được tổ chức thì hai cô chị cũng đến để phỉnh nịnh, mong hưởng phú quý. Lúc đoàn đón dâu đến thì cô chị cả đi bên phải, cô em đi bên trái. Chim câu mổ mỗi cô mất một mắt. Sau đó, khi họ trở về, thì cô chị đi bên trái, cô em đi bên phải. Chim câu lại mổ thêm một lần nữa. Thế là cả hai chị em bị trừng phạt do tội ác đã gây ra với cô bé lọ lem. Tiết mục kể chuyện đêm khuya đến đây là hết rồi. Cô mèo lười thân ái chào tất cả các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc bé ngủ ngon.